Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mèo Vặt. Hôm nay mình sẽ có ý muốn là sẽ mở banh một cái tù ra để xem cấu trúc bên trong nó như thế nào, tại sao nó lại tích được điện, và cái quan trọng của nó là trong cái mạch để mà cấu trúc thành các cái bo mạch điện nó quan trọng như thế nào. Thì trên tay mình là có cái tụ hỏa, đây là tụ hỏa các bạn, có âm dương. Còn đây là cái tụ gỗ gốm, gọi là tụ xoay chiều, không có âm dương các bạn. Thì theo mình là tụ điện về cơ bản là nó có hai cực. Nếu là tụ gốm thì là hai cực này không có âm dương, nó giống nhau. Còn nếu là tụ hỏa thì một bên là cực âm, đại diện là vật trắng này các bạn, một bên là cực dương, không có ghi gì hết. Cái tụ này cũng vậy, vật trắng này ghi dấu trừ này là cực âm các bạn, còn bên này là cực dương. Thì các bạn thấy tại sao lại có cái to và có cái nhỏ? Cái tụ mà nhỏ thì thực chất là nó có dung lượng và vốn là tương đối không được lớn so với cái tụ có kích thước lớn. Cụ thể là mình đọc ở đây cho các bạn xem nha. Cái nhỏ này á, vốn nó ghi là 35 V, còn mi là 1.000 microfarad. Trong lúc đó là cái tụ lớn này á, thì nó là ghi là 450 V và dung lượng là 470 microfarad. Nói chung là về tích lũy năng lượng á, thì cái này nó khủng, nó tích lũy một cái năng lượng rất là lớn các bạn ạ, do cái vốn của nó rất cao, 450 V. Thì bây giờ hôm nay là mình có cái nhà ý là muốn mổ bánh nghe này ra, xem cấu trúc nó bên trong như thế nào, rồi mình tiếp tục cùng khám phá nghe các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn cái tủ này để mở ra, bởi vì kích thước của nó lớn thì mình dễ quan sát và dễ nhìn thấy cái cấu trúc bên trong. Rồi bây giờ mình chọn một cái này mở các bạn nha, và những cái này thì cho qua một bên. Bây giờ mình dùng cái kim này mình sẽ mở. Đầu tiên là mình sẽ mở cái bọc nhựa ra, xẻ cái bọc nhựa này ra các bạn. Rồi. Rồi xong. Cái lớp nhựa xong rồi các bạn nha. Bên trong cái lớp nhựa đó là một cái vỏ nhôm rất là cứng cáp các bạn. Thì quan sát kỹ là đây là cái đường chằng bọc kín cái chất dung dịch bên trong các bạn này. Còn ở đằng sau này là các bạn thấy có những cái đường khăn này không? Thì thực chất á, những cái đường chẻ khăn này á, là những cái đường gọi là chống nổ cho tù. Trong trường hợp mà tù bị sạc hoặc là kích quá nóng hoặc là quá tải thì nó sẽ bị phình ra,
nó bị phình ra và nó sẽ gây ra tiếng nổ lớn như là pháo hoặc là như bom vậy các bạn. Nó nổ lớn lắm. Với áp suất ở bên trong này mạnh quá, nó sẽ nổ tung cả cái này và gây tai nạn cho người và máy móc. Thì nhà sản xuất đó, rất là khôn ngoan, người ta làm những cái đường rãnh này, người ta làm những cái đường khe này để áp lực khi mà chuẩn bị nổ thì nó sẽ chẻ đôi cái này, nó sẽ thoát ra ở đây. Hay nói cách khác, đây là cái đường thoát hiểm của tụ điện khi mà có khả năng bị nổ do cái trở ngại về cách sạc điện, trở ngại về cách mắc ngược tụ, hoặc là quá tải về điện áp, hoặc là quá nóng, sai quá nóng về thời gian. Thì để tránh trường hợp nổ như bom, như đạn, như pháo thì người ta đã thiết kế những cái đường rãnh này để giải cứu, không cho nó nổ lớn. Cái kỹ thuật này làm rất là hay các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mở cái này ra các bạn nha. Bây giờ muốn mở cái này thì chỉ có bắn cái này thôi các bạn. Bắt đầu mở các bạn nha. Mình sử dụng cái kem này cắn các cái đường khăn này ra. Đó. Mình sẽ bắn từ từ nó ra. Làm một vòng tròn luôn các bạn nha. Rồi các bạn nhìn thấy bên trong rồi các bạn. Hình như nhìn thấy bên trong rồi. Kéo thử xem ra. À, nó lên. Ồ, nó lên rồi các bạn. Hay quá. Lên rồi các bạn này. Hay quá. Ôi, đã rồi, trời, rất đẹp luôn. Rồi bên trong vỏ này, tù các bạn. Rồi, các bạn nhìn chị nha. Nguyên cái vỏ nhôm này không có gì. Còn cái tù chính là đây. Đây là hai bảng cực dẫn điện lên ra phía ngoài các bạn. Hay chưa? Các bạn thấy hay không? Còn đây là nguyên cục tù này. Thì mình thấy á, rõ ràng ở đây á, là nó cuộn một cái lớp tròn liên tục cho nhau. Nó cuộn liên tục cho nhau các bạn. Còn lại mình sẽ tháo cái này ra xem. Mình sẽ bắn tiếp tục cái này xem các bạn nhé. Ở đây có lớp băng keo này. Ở đây có lớp băng keo các bạn, nó giữ lại này. Thôi đúng rồi, rồi các bạn thấy hay không? Rồi ra rồi. Nó ra cái lớp rồi các bạn này. Rồi như vậy là nó đi chạy dài. Các bạn khám phá này. Ở đây nó có các lớp các bạn nha. Nó có các lớp này bọc cho nhau này. Ồ hay quá. Ở đây nó có hai lớp kim loại các bạn chạy song song nhau. Giờ mình gỡ ra luôn nha, mình gỡ ra luôn cho các bạn xem hai lớp kim loại nhé. Nè, rõ ràng luôn đó. Đây các bạn, một lớp kim loại này. Bên này một lớp kim loại này này, là hai lớp này. Nó cuộn song song nhau và cách điền nhau bằng một cái lớp cách điền các bạn. Đây, lớp kim loại này. Đây là lớp kim loại này các bạn.
Hả? Rất thoải mái. Thì bây giờ mình muốn tháo hết ra cũng được thôi. Đó. Cái chiều dài này không biết bao nhiêu là mét. Rồi như vậy là cái cấu trúc là vậy đó. Thì mình thấy là một cái cực của tủ điện này á là nó hàng vô một cái chứng này các bạn, hàng vô một cái chứng này. Còn một cái cực bên kia thì nó hàng vô cái cực còn lại. Đấy, như vậy là mình đã cùng các bạn mở bánh ra để xem cấu trúc bên trong cái tủ như thế nào. Thì ra là nó quấn hai lớp kim loại là hai điện cực chạy song song nhau và cũng tròn lại cho nó chiếm thể tích nhỏ nhất có thể, gọn nhất. Đó là cái cách của nhà sản xuất. Còn giữa hai lớp á, thì nó cắt điện bằng một cái tấm giấy này các bạn. Đây một tấm giấy này. Cắt điện bằng một tấm giấy. Cắt điện này nè. Thì tù nào mà có vốn lớn như cái tù này là 450V thì tấm giấy này nó sẽ dày. Rất dày. Để tránh cái sự xuyên thủng điện áp 450V từ cực bên này qua cực bên kia. Từ cực dương tới cực âm. Để tránh hỏng tù. Rồi về cơ bản á là như vậy là các bạn. Thế mình đoán là tù điện nào thì nó cũng làm kiểu giống như vậy thôi đó. Rất là hay các bạn nha. Sau khi chúng ta mở ra, chúng ta có thể nhìn được cái cấu trúc bên trong của cái tù. Nó rất là đơn giản. Đấy chính là điều mà mình đang muốn tìm hiểu, xem tại sao nó lại tích được điện. Thì thực chất là tủ điện là một cái linh kiện có hai bảng cực mắc song song nhau. Tùy diện tích của cái bảng cực đó lớn hay nhỏ để nó có một cái dung lượng thích hợp. Nếu cái bảng cực của nó lớn và dài như cái tủ này, bảng cực là cái này các bạn nha, thì nó có dung lượng lớn. Còn nếu bảng cực nhỏ và có chiều dài ngắn thì rõ ràng là nó có dung lượng nhỏ, là ngắn hơn, ít hơn. Còn tại sao là có vốn cao và vốn thấp? Vốn cao là lớp cách điện giữa hai cái bảng cực này các bạn, lớp cách điện. Lớp cách điện đấy các bạn nhé. Lớp cách điện giữa hai cái này nè. Đây nè. Là lớp cách điện là dày và tốt, đảm bảo điện áp cao không xuyên thủng. Còn vốn thấp là lớp cách điện này mỏng. Rồi hôm nay mình sẽ dừng ngang đây để chúng ta đã được hiểu về cái cấu trúc cấu tạo của một cái tủ điện. Rất là hay các bạn ha. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.